Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị trong và ngoài nước. Dạ mai em chào anh. Anh chào em. Anh chào khán giả giúp em. Anh chào khán giả, chào cộng đồng mạng Dạ em trong cảm nước và ngoài nước. cảm ơn anh. Em mời anh chia sẻ thêm giúp em. Năm nay mình được mấy mươi tên gì và từ đâu đến đó anh? Anh sinh 1966, nhưng mà tuổi thiệt của anh là 1965. Anh đến từ Đà Nẵng. Dạ. Anh tên gì anh? Anh tên là Đặng Đức. Anh năm nay được mấy mươi? Anh 59 tuổi. Anh Đức 59 tuổi đến từ Đà Nẵng ha. Anh 59 tuổi sao em thấy anh còn trẻ dữ Cảm hả? ơn Khoảng em. 50, 52 Cái à? đó thì anh cũng biết, cho nên là chắc không biết là trời thương hay sao, nên là anh không biết, nhưng mà có cái là anh đang chạy đó. Dạ, làm sao anh? Anh đang chạy có nghĩa là anh đang chạy tháng khoảng 10 ngày. Anh đang chơi tháng 10 nha, anh là 10 đảo ngày nào? đạo Cao Đài đó. Dạ, câu câu đài Tây Ninh ha, Đúng nghĩa là đâu. chung với bên em luôn, em cũng Tây Ninh luôn. Tây Ninh. Dạ, anh 59 tuổi, em kêu bằng anh hay bằng chú? Kêu bằng anh đi cho nó tình cảm. Dạ, nhưng mà 59 tuổi em thấy rất là trẻ luôn. Cảm ơn em nhiều. Dạ, hiện tại bây giờ tình hạn hôn nhân của mình như thế nào anh? Anh có vợ, trước đây anh có vợ, có ba con. Con thì đi du học rồi, một đứa ở Canada, một Dạ. đứa ở Nhật, còn một đứa ở với mẹ. Như anh là ly hôn thì hai vợ chồng thuận tình ly hôn. Dạ. Cho nên Rồi vợ rồi hiện tại bây giờ là anh có thông gia hết chưa? Có thông gia, có xuân chưa gia có chưa? thông gia, Chưa có luôn có hả? nghĩa là mấy đứa hiện tại đang ở nước ngoài, cho nên là cũng chưa có, nói chung là chưa có thông gia. Còn nhỏ, con Còn còn hơi nhỏ, nhỏ ha. Dạ. Hiện tại bây giờ anh làm công việc gì anh? anh làm nghề bất động sản, Là mình làm bất động sản là như thế nào anh chia sẻ có rõ nghĩa cho mình. là mình làm mua bán, nhỏ thôi nghe. Dạ. Nhưng mà kinh tế thì nói chung là ổn định. Dạ, kinh doanh bất động sản và mua bán thì em biết là kinh tế ổn định rồi. Hiện tại giờ là anh ở nhà ở với ai? Anh ở với mẹ, Dạ. với bà chị, Thì hiện tại bây giờ là anh vẫn còn làm công việc kinh doanh bất động sản cũng ha. kinh doanh bất động sản Rồi mình làm công việc đó khoảng bao lâu anh? lâu rồi, tính ra là mấy chục năm rồi, Mình làm công việc mấy chục lâu rồi, năm. rất lâu. Rồi hôm nay anh đến với chương trình anh em, thì từ ở ngoài đó anh đi vô tới đây luôn hả? Từng nó vô đây luôn, Dạ. lộ trình nó dài đúng không? Dạ xa quá xa luôn, Quá cũng xa. mấy trăm cây á Thì thực ra thì anh không biết có phải là anh mê tín lắm không, nhưng mà với cái tuổi của anh thì người ta kêu là xa xứ thì làm ăn mới được, ha. mà anh nghĩ có khả năng là đúng, mà không biết có phải không. Hiện tại bây giờ anh làm công việc kinh doanh mua bán bất động sản thì anh tìm đối thương thì các chị công việc như thế nào để phù hợp với mình? Theo anh thì thấy được là được, anh Dạ. không chặt vì Quan trọng nó là cái duyên ha anh. có duyên. Đúng, cái duyên. Với Thực lại ra thì anh tìm người có đạo đức, có tâm, nếu có tâm thiện nguyện mà ăn chay nữa thì càng tốt. Ồ, anh quá mừng luôn. Thế dạ đâu. Còn ưu điểm của anh hả, thì dạ nói thì khá dài. anh cứ chia sẻ Khá dài nhưng mà thôi anh ấy nói sơ, tại vì thật ra nói nhiều quá thì đôi khi ở trên cộng đồng mạng họ sẽ thế này thế kia. Anh thì anh là không rượu, không bia, không hút thuốc. Đôi khi bạn anh còn ra mặt ông bị bê đê. Nhưng mà anh không tức cười, anh như nào đâu. Anh biết lấy xe, dạ anh là người sống vì gia đình, rất tình cảm. Còn anh biết lái ô tô luôn hả? Lái ô tô Rồi có mua ô tô chưa? rồi, mấy lần ô tô rồi. Mấy lần luôn. Mấy lần Giờ luôn, còn chiếc nào không? không còn chiếc nào. Sao không đợi lại chiếc Thật chạy anh? ra thì anh còn một chiếc, nhưng mà thôi cái chuyện đó thì không không thôi xin phép không được nói ở đây. Dạ, thì cũng như mình coi để mình đi đây đi đó rồi hả anh? Thì ngoại giao là chính. Dạ, thì mình đi ngoại giao kinh doanh bất động sản thì cũng có chiếc xe đi đi lại lại cho nó vẻ thuận tiện. Hiện tại thì bây giờ anh ở Đà Nẵng hả? Ở Đà Nẵng, Hiện ở tại cùng anh ở Đà Nẵng anh tìm nửa thương thì có phân biệt là các chị ở vùng miền nào không anh? không tùy duyên, Ở đâu không cũng quan được. trọng là vùng miền nào. Dạ. Rồi dự định là nếu như đủ duyên các chị về nhà chị ở hay là qua anh ở? Nếu như mà đủ duyên thì anh nghĩ là ở đâu cũng được, có nghĩa là về bên anh cũng được mà về bên chị cũng được. Còn Dạ. về với nhau rồi, yêu thương nhau rồi thì dưới đó tạo điều kiện cho nhau để làm ăn. Nếu đã có chí hướng cầu tiến hoặc là gì đó thì mình kiểu gì là mình cũng làm ăn được, anh nghĩ là như thế.
Nhưng mà anh ở Đà Nẵng, anh có ưu tiên là các chị ở Đà Nẵng không hay là ở khu vực nào cũng được? Không, ở đâu cũng được, anh nghĩ ở đâu cũng được, tùy duyên là được, nếu đúng người mà có tâm có đức, nói chung là ăn chay được thì chắc thôi, anh rất là mừng. Rất là thích những Ừ, có tâm thiện nguyện, có đạo đức. Rồi anh bên tôn giáo cầu đài anh tìm hiểu thương thì các chị bên tôn giáo nào mới phù hợp với mình hay là ở đâu cũng được? Ở đâu cũng được, không cần, khi mà đã thương nhau rồi thì anh thấy có những cái câu mà thương nhau mấy nước cũng đều, là theo anh là câu nó đúng đó, nếu mà thật sự thương nhau theo anh là như thế. Anh năm nay 59 tuổi còn rất là trẻ luôn. Anh tìm nửa thương thì các chị độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu để phù hợp với Theo mình anh anh? thì 40 đến sau 2 đi, 40 đến sau 2. có nghĩa là trong tầm đó, anh nghĩ được là được, tại vì anh không nặng nhẹ, tại vì khi yêu thương tới thì nhiều khi lớn tuổi không được, nhưng mà không biết được, cái nó là tùy duyên, mà theo anh nghĩ là như thế, anh cho ra trong rộng. Nếu như duyên mình là đến thì độ tuổi bao nhiêu cũng được, từ 40 đến 62 ha. Anh rất là dễ chịu về khúc này, nói chung là tùy duyên. Khi anh lên chương trình bên em á thì gia đình anh hoặc người thân có ai động viên và chia sẻ để Ồ, anh rất bước? động viên, tại vì thực ra thì anh có nhiều lần nói chung là bị đau chẳng hạn, là mấy cái lúc nó là cần người thân nhất, nhưng mà có ai, ví dụ như vậy, trừ gia đình anh em thế này thế kia, thì nói chung mỗi người mỗi công việc, chỉ có ông trong bà trong ông thì cái nên là có nghĩ là ổn định nhất mà chắc chắn nhất, chứ còn lúc đó thì anh em chỉ nhờ vài ngày hoặc như thế nào đó thôi, chứ không để lo cho mình suốt được. Tại vì anh em cũng có công việc riêng rồi có riêng tư chứ đâu phải là ở lo cho mình được ha, Đúng đâu có rồi, ai bằng vợ chồng đâu. đúng rồi. Anh chia sẻ thêm giúp em chiều cao và cân nặng của mình anh. À, anh cao 1m68, nặng 70 kg. Anh tìm nửa thương thì các chị chiều cao và cân nặng như thế nào để Anh phù hợp nghĩ cái với nó mình? cũng tùy duyên, anh cũng dễ, không sao hết, được là được. Có nghĩa là nếu như mà anh nghĩ là, nói chung tùy duyên đi, anh nghĩ anh cũng rất là dễ, không khó lắm đâu. Chủ yếu là anh biết được người đó mà có đạo đức, tâm tốt. Tâm tốt và đem đến cho nhau hạnh phúc là được á anh. Cái ưu điểm và khuyết điểm của mình, ví dụ như rượu bia, thuốc lá hoặc sở thích của mình như thế nào, anh chia sẻ để cho các chị À, hiểu á. cái này thì thật ra ưu điểm của anh thì gần như là rượu bia là không, không hoàn toàn luôn đó, có nghĩa là khi mà Giao chủ yếu tiếp. là khi mà có việc có lợi quan trọng thì uống gọi là xã giao thôi, có nghĩa là uống, nói chung là uống xã giao thôi, còn bình thường thì không, gần như không. Cái nỗi cô đơn của mình từ khi mà chia tay với bà xã đến ngày Ồ, hôm nay á đấy. anh. Hồi trước thì có bà xã bên cạnh, có được cái niềm vui, có được bữa cơm gia đình, còn bây giờ một mình anh cảm nghĩ như thế nào? Anh có thể chia sẻ được không anh? Thực ra thì cái này cũng khó nói, thực ra thì một mình thì khi mà có đơn thì nhiều lắm, thôi cái này không cho nói đi. Cho qua cái này đi. Cái nỗi cô đơn với lại cái nỗi đau của mình như thế nào, em thấy anh rưng rưng nước mắt luôn, đỏ mắt luôn. Được à, chắc có lẽ là khỏi chia sẻ đoạn đó ha. Nào, cảm Chắc ơn có em. lẽ là chia sẻ là nước mắt anh sẽ rơi á. Chắc là có lẽ là cái nỗi đau đó, cái quá khứ đó, khi em chia sẻ rồi cái anh chợt nhớ lại cái quá khứ. Nào, cảm ơn em nhiều. Thì hôm nay anh đến chương trình anh em thì em cũng cố gắng tìm cho anh một nửa yêu thương để đi hết quãng đường còn lại. Còn cái những cái quá khứ ngày xưa thì xem như là đã qua rồi, mình cố gắng mình quên đi hết anh. Nào, cảm ơn em nhiều. Anh có những lời gì chia sẻ gửi đến cho các chị hiểu được cái nỗi buồn của mình và cô đơn của mình để các chị an tâm liên lạc về chương trình để tìm hiểu anh không? Mong rằng là các chị em trước mắt là cho mình một cơ hội, cũng là cho tôi một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội. Các chị em cứ mạnh dạn cho mình cơ hội đi, để có dịp gặp nhau thì mới hiểu nhau nhiều hơn. Cuối cùng thì không không gì hơn, chúc các cô, các anh, các chị một lời chúc sức khỏe, và mong rằng là xin cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, thì trong quá trình mà nói chuyện có điều gì không phải thì mong dung thứ bỏ qua,
Dạ, em Mong cũng rằng là các chị, các cô thì các em thì nếu như cho mình một cơ hội thì cho tôi một cơ hội thì cũng giống như cho mình một cơ hội. Rồi cảm ơn rất là nhiều. dạ Rồi em cảm cảm ơn anh. ơn chương trình. Cảm Dạ ơn anh. em cảm ơn anh. Hôm nay anh đến với chương trình anh em, anh có đồng ý cho anh em sử dụng hình ảnh lời nói của anh đăng lên cộng đồng mạng tìm đổi Ồ, hướng rất dẫn là không? đồng ý. Dạ Anh mong là anh đồng ý. dạ em cảm ơn anh. Cuối chương trình em cũng chúc anh sớm tìm được nửa yêu thương, đi hết quãng đường còn lại. Dạ em nghĩa cũng xin tạm dừng chương trình ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở các video sau. Cô chú anh chị kết nối yêu thương vui lòng liên lạc về chương trình. Anh em sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Dạ em xin chào. Dạ em chào anh ạ. Hai chào em.